không hiểu rằng là giống như là thầy hay nói về cái tự tâm đó, thì nhưng mà chưa rõ được là cái tự tâm là gì, cũng giống như là cái tự tánh là gì, mà nghe thầy cứ nhắc tới cái vấn đề này nhưng mà chưa rõ được cái ý của cái hai cái từ này, thì con xin thầy khai thị để cho bạn đồng tham có thể là rõ được cái chỗ thầy khai thị. Con xin cảm ơn thầy. Thì cái tinh tự tâm thì mới ngộ được tự tánh đó chứ. Tại căn bản của học đạo, của tham thiền phải tinh tự tâm mình. Mấy cái khổ của Đức Phật Thích Ca không phải là mới bây giờ mới khó đâu. Đức Phật đã thấy rồi, khi mới vừa chứng đạo gốc Bồ Đề. Mới ồ lên kỳ lạ thay, kỳ lạ thay. Ba lần kỳ lạ thay. Tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều đầy đủ Như Lai đức tướng. Cái người ta vừa đắc được, chứng được này, giải thoát ngay ở trên đó được này. Tất cả chúng sanh ai cũng có cái cả có hết. Như vậy đây mà cái tại vì thấy chúng sanh khổ mới đi tìm đạo, mới tu tập tìm ra phát hiện ra. Bây giờ chỉ cho họ cái mình mới phát hiện, ta chỉ cho họ cái Như Lai đức tướng đó đó. Để cho họ không còn khổ đau, không còn phiền não. Mà nhìn lại, không có một người tin, không có một người theo, có thể theo nổi, hành nổi. Đầy đủ, có sẵn sàng, giống như củ báo trong nhà có sẵn, mà không chịu lấy ra xài, để đi ăn mày, đi ăn xin. Đó, rất là nhiều cái ví dụ trong kinh Đức Phật nói, mà cái chỗ đó Đức Phật đã nói, không phải trong tất cả các kinh, Nikaya cũng ghi lại, Đại Thừa cũng có ghi lại. Đó, nói đấy. Rồi á, cho nên nó nói bây giờ nói cho họ biết để họ theo nổi không? Không theo nổi, không có một người. Nên ngày đó muốn nhập Niết Bàn. Ngày đó là muốn nhập Niết Bàn liền, tại vì họ không tin mà nói làm gì. Giống như họ cái của báo, giống như cục kim cương lớn mà hồi xưa chưa có biết giá trị của nó, đá như cục đá vậy đó, quăng qua đá lại, quăng qua đá lại, đâu biết giá trị của nó đâu. Nên nếu không biết giá trị của pháp, họ mới tin, họ chỉ tin cam chịu luân hồi phiền não khổ đau, khổ rồi than thôi à, mà rồi cũng nhảy vô khổ để than tiếp. Đấy, vậy kêu là vô minh đấy. Thì ngay đó cõi vua cõi trời đại phạm Samāpatti mới bằng duỗi ngón tay là hiện trước mặt Đức Thế Tôn rồi đó. Cái thần thông cũng là vô lượng, thấy không? Rất là đặc biệt á. Thỉnh Phật ba đời chư Phật ra đời đều phải để lại giáo pháp, thì Đức Phật ra đời phải để lại giáo pháp chứ đâu được mà nhập Niết Bàn vậy, lỗ thiệt thòi chúng sinh á. Nói chúng sinh mặc dù căn tánh cứng đầu cứng cổ, khó dạy khó sửa, không tin chánh pháp, mặc dù như vậy nhưng mà cũng phải thương tưởng đến chúng sinh, cũng có kẻ này cũng kẻ khác, chứ phải hầm đâu. Giống như là hoa sen đó, cái nằm ở trong bụng á, nó chưa có ngó cái nhó sen, nó mới có lú ra khỏi cái củ sen thôi, có cái ra khỏi bụng lên trong nước, có cái nó cũng lên gần tới mặt nước rồi, đợi cho nó đúng thời tiết mùa màng đó rồi nó sẽ vươn lên nở thành hoa sen. Nên Đức Phật cũng hay ví dụ trong kinh điển á, diệu pháp liên hoa và những hoa sen á, trong bụng mà vượt ra khỏi bụng, cũng nói về cái sự giác ngộ, nói về sự giải thoát, nói về căn cơ căn tánh của mỗi chúng sanh đó. Do đó từ đó Đức Phật và phương tiện không có ba thừa, phải kiến lập ba thừa, không có tám muôn bốn ngàn cái phương tiện, phải lập ra tám muôn bốn ngàn cái phương tiện để mà giúp cho chúng sanh ra khỏi tám muôn bốn ngàn cửa trần lao phiền não. Nhưng mà căn bản phải hành, phải thực hành mới đi ra được, mới đến được, không thực hành không thể đến được. Cái nói cái khó là khó, từ Đức Phật đã thấy khó rồi chỉ tới bây giờ. Mà 49 năm Đức Phật nói pháp cũng vì cái gì? Vì củng cố niềm tin, tự tin tự tâm, cũng muốn chỉ cái chỗ tin tự tâm thôi đó. Chứ không là cái chỉ cái khác, chỉ tin tự tâm để ngộ được tự tánh thôi. Nó chỉ rõ nói tất cả chúng sanh đều đầy đủ Như Lai đức tướng, chỉ nói cái đó thôi mà để mà phát hiện nó gọn vậy thôi, nhưng mà phải nói nhiều quá để cho người ta tin, và từng bước một người ta tin mà rồi ta cũng tin, rồi có khi vào trong cái pháp để mà thực hành tu rồi á,
cũng nhìn cái bóng thôi chứ không có chịu nhìn cái thật. Nói ra nhiều á lại chỉ luận trên cái lời nói thôi chứ không có chịu hỏi cái ý, hiểu cái ý của Phật. Tinh tự tâm nên chúng ta tham thiền á phải biết được cái điểm này, phải biết chỗ này. Và cái tinh tự tâm á phải nương nơi cái pháp của Phật, tinh tự tâm phải nương nơi cái lời ngữ lục của chư Tổ cộng với sự thực hành. Thì bây giờ á chúng ta đang chia sẻ cũng là gì, củng cố niềm tin tinh tự tâm không có khác, để không có bị cái vọng tâm nó lường gạt, cái ý thức nó chi phối, nhắc mình để mình trở lại công phu. Thì có công phu đó tinh tự tâm mình nó càng mạnh, niệm thông tiết sinh tử của mình nó càng coi như là đầy đủ. Thì giống như là lời của ngài Bác Sơn trong tham thiền cảnh ngữ, tinh 10 phần thì cái niệm thống thức sanh tử mình sẽ 10 phần, niệm thống thức sanh tử mình 10 phần ngộ sẽ 10 phần, niệm thống thức đó nói là nghi 10 phần, ngộ 10 phần. À, giống như Đức Phật, cái niệm thống thức sanh tử của Đức Phật ấy, khi mà tất từ nhỏ đã có cái phát cái niệm đó rồi, tự nhiên phát cái niệm đó rồi, nhìn cảnh nhìn cái duyên thuận nghịch gì cũng phát được cái niệm đó rồi. Nên khi mà đến cái mức á, ra bốn cửa thành thì thấy cái sanh già, thấy cái già bệnh với chết, mới thấy một cái vị tu sĩ đó giống như có cái phương tiện đó, mới thấy cái sự an lạc giải thoát của cái công phu tu tập, mới biết con đường giải thoát là con đường tu tập, mới mới có thể chấm dứt được cái già bệnh chết, nên cuối cùng mới tu á. Đó là cũng là đưa ra một cái tiêu biểu, một cái sự thể hiện hết sức là rõ ràng mà mình á đời mình cũng thích ngã chấp á, thỏa mãn cho cái ngã cũng thích, rồi tới đạo cũng thích, giải thoát cũng thích, nó mâu thuẫn không, rất là mâu thuẫn. Đi chơi cũng thích, rồi ăn ngủ cũng thích, rồi tới hồi bệnh tới thì không thích, bệnh hoạn già chết tới không thích, có ai vậy đâu. Giống như đang mang cái thân này á, bảo vệ cho thân này mà không cho nó già, không cho nó chết, không cho nó bệnh, làm sao mà có cái chuyện đó. Có thân này ai cũng phải trải qua già bệnh chết hết á, tại vì mình chấp vào cái quyển thân, ôm cái quyển ngã cái vô minh đó đó, cho nên cứ đòi đòi cái gì mà thuận trên cái này á, thì em thuộc vào cái vô minh hết. Cho nên á, tất cả này đều là gì, đều là do cái sanh tử mà thành, giải quyết được cái sanh tử tất cả giải quyết hết. Mà đã giải quyết sanh tử mà ôm cái thân á, thì không bao giờ giải quyết được cái sanh tử, ôm cái ngã không bao giờ giải quyết được cái sanh tử, chấm dứt cái ngã sanh tử nó mới giải quyết nổi. Mà chấm dứt cái ngã chỉ có tham thiền thôi, để thoại đầu khởi nghi tình, chỉ có sự thực hành thôi thì mới mới thực hiện được. Và thực hành đó thì phải đánh đổi, không đánh đổi cái ôm giữ thì là sao mà thực hành. Mà thực sự ra nói thì nói nó không có đơn giản, cho nên phải tham học và phải luôn thực hành, chứ chấp để mà đánh đổi á rồi trả giá đó nó còn tệ hại nữa, đó là trên ngã chấp nữa. Không phải là đánh đổi như thế nào, phải đưa cái mặt mũi ra, đưa cái thể diện ra, đưa cái sự tính toán ra, đưa cái như là cân đo đong đếm ra, đó đều là thuộc cái ngã chấp hết. Cho nên á, đánh đổi cũng phải biết à, cái hướng về tự tánh để đánh đổi cái vô minh, chứ không phải từ vô minh đi đi vào vô minh thì nó nguy hiểm. Nên cái sự tham học và sự công phu rất là quan trọng đối với hành giả tham thiền. Rồi nói vậy nghe hiểu Nghe hiểu, và cảm ơn thầy rất là nhiều. không? Rồi giờ cũng hết giờ, kính chào hết quý thầy, quý sư cô, ba đồng tham, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.